không, để cho cái khung. À, chào các chị, bây giờ là em đang quay sang cái mẫu này là mẫu clip Victoria's Secret. Thực ra thì cái mẫu này á là nó có 3 màu mà hiện tại bây giờ là em chỉ còn cũng có 3 màu nhưng mà loại nó sẽ khác, có hai loại, một cái loại là có đính kim như em đang cầm như này và một cái loại không có đính kim, thì tí nữa em sẽ giơ ra để cho các chị xem đằng sau nha. Cái mẫu này các chị rất là khỏe mà nhìn phong cách, như em đang mặc cái hiện em đang mặc cái bộ đồ cái đầm này rất là khỏe này, thì em khoác cái ba cái túi này nó cũng hợp. Thì cái này là chất liệu của nó là chất liệu vải bố này, ở hai bên này là có đính kim xạ, có đính cái đính chám, cái đính chám các chị. Cái size của cái túi này là chiều ngang của nó là 45 cm, chiều cao của nó là 30 cm và rộng đáy của nó là 13 cm nha các chị. Thì cái mẫu này mặt trước đây và mặt sau đây, cái mà cái dây này các chị có thể gỡ ra được nha, cái dây này là mình có thể gỡ ra khỏi móc được này. Cái ở trên mép túi á, em giơ gần giơ để cho các chị xem nha, ở trên mép túi là nó chỉ có khóa ấm thôi. Nếu mà mình dùng mà mình dùng ấy, thường là phải vì cái Victoria này là để nó xuất xuất đi Mỹ lại xuất đi Âu với các chị, cho nên là cái mẫu này á là người ta dùng, người ta đi ô tô nhiều hoặc người ta đi những cái phương tiện giao thông nhiều các chị, thì người ta không có cần cái khóa kéo như ở mình. Còn ở đây là chỉ có cái khóa bấm như này, thì các chị nên lưu ý, các chị lưu ý kỹ khi mà mình mua hàng nó chỉ có khóa bấm thôi. Đặc biệt là cái mẫu này, nếu như mà mình dùng để đựng nhiều đồ thì mình có thể bật hai bên ra như này để tạo cho cái dáng túi nó thành một cái dáng túi khác này, nó to hơn và mình có thể đựng được nhiều đồ hơn này. Đây em bật ra cho các chị xem luôn đây. Cái này á là mình ví dụ như là nhiều chị dùng để đi làm túi tập này, hoặc là dùng làm cái túi xách tay du lịch, như em đang để ở đây là em đang để cái túi xách tay du lịch chẳng hạn, đi cùng với lại cái vali của mình á để mang lên máy bay á, thì là cái mẫu này á rất là tiện luôn cho mình. Nó mở, nó hở mép cho nên mình lấy đồ ra cũng dễ. Mà thường á là ở đây là mình dùng là có cái những cái đồ mà túi đựng đồ tiện ích như thế này này, mình bỏ vào á không có sợ nó bị rơi ra các chị. Cái túi mà mình đựng đồ tiện ích như thế này á, thì ở đây em chỉ bỏ tạm cho các chị nhìn thôi. Ở bên mép này là có cái ngăn kéo khóa nha các chị, ở bên mép là có ngăn kéo khóa này, để em dơ cả ba màu cho các chị xem nha. Chị chờ em một tí để em lấy ba màu cho các chị xem như này. Màu này nha, em để tạm ở đây cho các chị xem này. Đây này thì nó không có đính chám, thì là ở đây là cái ba cái mẫu này, thì cái mẫu này là giá là 420.000 này, 420.000, nhưng mà cái mẫu này là 390.000 các chị, chỉ còn mỗi mình cái màu bay. Không biết là trên đấy có nhìn được đây là màu bay không? Thì tôi đi ạ. Chụp hình lên màu trắng các chị, nhìn cái này là màu sữa nhé các chị. Thì cái mẫu này là 390, cái mẫu này là 420.000 này. Bên em miễn phí giao hàng ở Đà Nẵng, còn tỉnh thành khác thì bên em sẽ phụ thu 25.000 tiền ship, còn đâu là bên em sẽ hỗ trợ ship nha các chị. Cảm ơn các chị đã theo dõi video.